Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Trong Tôi. Và hôm nay, tôi, MC Nhí Bảo Hiền sẽ cùng dẫn dắt các bạn đến một nơi vô cùng nổi tiếng trên mảnh đất Việt Nam này. Đó chính là Đà Lạt, hay còn được gọi là thành phố Paris thu nhỏ. Đà Lạt là một nơi vô cùng lý tưởng dành cho những cặp tình nhân hẹn hò hay chụp ảnh cưới. Các bạn thân mến, đây cũng là nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng trong một bầu không gian yên tĩnh, mát mẻ và dễ chịu. Với môi trường khí hậu ôn hòa, Đà Lạt còn được mệnh danh là xứ sở sương mờ, là thành phố của rừng thông, thác nước, ngọn đồi hay những dòng suối. Các bạn thân mến, cứ mỗi độ xuân về, những loài hoa nơi đây lại đua nhau khoe sắc. Và đây chính là điểm thu hút được rất nhiều các du khách từ trong và ngoài nước đấy. Không chỉ vậy, Đà Lạt còn thu hút các du khách bởi những nét văn hóa đặc sắc hay những di tích lịch sử văn hóa như Dinh Bảo Đại, Dinh Toàn Quyền. Trong các cảnh quan của Đà Lạt thì thung lũng Tình Yêu chính là nơi được các bạn trẻ ghé thăm và check-in rất nhiều. Nơi này còn rất thanh bình và thơ mộng. Quả thật là một nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng và du lịch phải không? Nếu có thời gian, hãy mời bạn ghé thăm Đà Lạt nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại!